Mọi người có hiểu không? Tới đây mọi người có hiểu không? Hiểu ha? Ừ. Được chưa? Rồi, nhưng mà tế bào thần kinh gương á, nó còn có một cái tên độc đáo nữa cơ. Tế bào thần kinh gương nó còn một cái tế bào là tế bào đồng cảm. Đồng cảm, được không ạ? À? Tức là nếu như á, mà có một bạn nào đó thất tình á, mà tới gặp bạn á, xong rồi nó bắt đầu nó than thở, cái mình cũng ngồi mình than thở với nó luôn. Ừ, tao hiểu mà, ngày xưa tao cũng thế. Được không ạ? À? Thì cái sự đồng cảm nó xảy ra, và khi cái sự đồng cảm nó xảy ra, nó vô tình nó cũng tạo được oxytocin, vì nó kích hoạt tế bào thần kinh gương mà. Nó thấy có một đứa giống mình mà. Mọi người hiểu không? Nó thấy có một đứa giống mình, nó thấy giống cái hoàn cảnh của mình, và hai người này bắt đầu tin tưởng nhau. Nên là các cô á, mà ra mà ngồi với nhau á, mà các cô chỉ cần nói, lấy một cái chủ đề ra, ví dụ như nói xấu chồng, hay là ví dụ là vô là tại sao chồng không mang tiền về, hay là nói hay là mấy cái đứa nhân viên, mấy cái bạn nhân viên mà ra, chỉ cần chủ đề quan trọng nhất là nói xấu sếp á, bắt đầu nó có sự đồng cảm mọi người. Được không? Mà bắt đầu cái sự đồng cảm nó xảy ra, cái bắt đầu có sự tin tưởng nó xảy ra, bắt đầu cái sự tin tưởng xảy ra, cái bắt đầu các cô hay là các bạn nó bắt đầu nói quá trời nói luôn. Được mà, càng nói càng hăng, càng nói càng phấn khởi, càng nói càng sướng, đó chính là tác dụng của oxytocin. Mọi người hiểu chưa? Wow. Ừ. Và oxytocin nó đại diện cho những cái mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Được không ạ? À? Các thương vụ hoạt động là nhờ có oxytocin đứng phía sau ở đó. Và đặc biệt là trong gia đình á, nên là nếu như mà gia đình đó mà cái cô nữ á, cô cảm giác được cái người chồng tin tưởng mình và cảm giác là có được yêu thương á, thường thì cái bữa ăn nó sẽ ngon. Được không? Nêm muối, nấm mắm, muối đường thì nó đầy đủ. Còn bữa nào mà các anh á, mà chỉ cần làm cho cổ không vui á, lượng oxytocin nó giảm xuống á, thì thường cái bữa ăn đó nó sẽ hơi đặc biệt một tí. Ừ, thì tất nhiên hơi nhiều muối một tí, hơi nhiều đường một tí, nó hơi hơi đặc biệt chút xíu, được không? Tức là cái mùi vị nó hơi là lạ, được chưa? Và cái hành vi nó cũng hơi là lạ luôn. Đúng mà, bình thường là trời anh ngồi xuống anh ăn đi, trời sao anh ăn thơ thương thế, rồi sao đi ra ngoài tội thế, mà bữa nào chọc cũng giận, ăn đi con, ăn đi, giọng cho bản hỏng đi, ăn đi, ăn đi, được chưa? Nên á, là oxytocin nó rất quan trọng trong gia đình. Và một cái gia đình nào mà có oxytocin á, nó làm cho cái người đàn ông nó muốn trở về, được chưa? Mà cái gia đình mà nó không tạo được oxytocin với người chồng á, người chồng không muốn về. Được không? Mà dĩ nhiên là cả hai đều đóng góp cái quy trình nha. Để cho khi người đã kể cho khi người một cho mọi người một cái ví dụ như này. Một cái anh chồng, ảnh đi trở về, xong anh thấy cô vợ cô đang lúi cúi, cô đang lúi cúi, cô đang làm việc nhà. Xong rồi các anh thì nói chung là các anh thì được cái sự tập trung nó cũng rõ, thì nhiều khi cũng do dopamine mà, thế tự nhiên các anh bay lên cái giường, các anh nằm dài ra, sao các anh ngồi chơi game. Đúng không? Một chút xíu là nó sinh chuyện. Biết lý do tại sao không? Là vì nó không có tính tương đồng. Lát chút xíu tôi sẽ nói cái điều này. Nhưng mà nếu như trước đó mọi người chỉ cần làm một điều thôi, đó là thấy cô vợ có lúi cúi, xong rồi bạn chỉ cần về, xong bạn giả bộ, bạn vô bạn nói, thế vợ có cần anh giúp gì không? Nói đi anh giúp cho, xong rồi cứ, nếu mà cổ nói gì cả, nó cứ bay vô mình giúp đại đi, được không? Nhưng mà tôi biết mà các anh làm một hồi ấy, thường thường các anh làm một hồi các cổ sẽ rất là ngứa mắt, được không? Là vì thường các bạn làm cái việc đó nó không có ổn đâu, nhưng mà cứ làm đi, được không? Cái oxytocin nó sinh ra, cái cô nữ cô thấy thương quá, cái cô kêu thôi được rồi, thôi đừng làm mà để cho em làm, bây giờ kia nằm gì đó nằm, muốn làm gì đó làm, thì lúc này bạn vô bạn chơi game không ai nói gì hết. Mọi người hiểu chưa? Là vì oxytocin nó sinh ra rồi, nên là những cái anh chồng khéo léo á, là phải để ý cái chuyện này. Ồ, căng nhờ, căng nhờ. Và tôi sẽ kể cho mọi người biết, nó có một vài cái ví dụ đặc biệt đó nè. Cái người phụ nữ người ta rất là favor cái oxytocin này, vì khi người phụ nữ lấy một cái người chồng, lấy một cái người đàn ông, tức là cô ấy tin tưởng cái người đàn ông này, đúng không? Đúng không? Mọi người có để ý không? Đàn ông á, chưa tin cũng có thể hú hí được, là vì có dopamine thích chinh phục mà, đẹp là được, đâu có gì đâu, từ từ, được chưa? Nhưng mà người phụ nữ có chỉ khi nào mà có oxytocin rồi, cái sự yêu thương nó mới diễn ra các mối quan hệ sau. Đó là sự khác biệt, vì tạo hóa làm cho người phụ nữ có một vài tính chất đặc biệt với đàn ông, được chưa?
Nhưng mà cái này xin phép rồi các quý các thầy cô và các anh chị ở đây là em thuần sinh học thì nhiều khi em nói mấy từ nó cũng liên quan tí, liên quan tới sinh học một tí, đừng giận em nha. Nhớ nha, lát thôi lại nói thằng Kim vô dạy cái gì nói tầm bậy tầm bạ, nói ba cái gì nhạy cảm. Thôi thông cảm đi nha, tại vì chúng ta đang nói về mối quan hệ mà. Được chưa? Nên là thông cảm nha. Ừ. Thông cảm là có oxytocin với khi nguyện đó. Thì mình quay lại cái câu chuyện đó là cái người phụ nữ á, là người ta yêu bằng một cách khác, người ta yêu bằng oxytocin, nên là cô ấy chỉ có thể yêu với một người nào mà tạo được oxytocin với cô ấy. Và đằng sau cái giá trị cao nhất của một người phụ nữ trong gia đình á, giá trị cao nhất của phụ nữ gia đình, tức là cô ấy nhìn một người đàn ông nào có khả năng trở thành chồng của mình, là cô ấy đánh giá khả năng mang lại sự an toàn của người đàn ông đó cho mình. Người ta tìm kiếm một người đàn ông có khả năng mang lại sự an toàn cho mình. Được chưa? An toàn cho mình. Được không? Chính vì vậy mà rắc rối nó xảy ra ở cái thời đại ngày nay rất nhiều. Rất nhiều mà không có thể ý. Được chưa? Nên á, là cái người phụ nữ người ta đòi hỏi oxytocin liên tục từ người đàn ông, từ cái người chồng của mình, từ những cái người bạn trai của mình, và thậm chí nó có những cái chiêu độc đáo. Mọi người có thấy lâu lâu phụ nữ sẽ chuyên gia hỏi mấy cái câu độc đáo không? Ừ. Thì Thái có dính không? Ví dụ như anh có yêu em không? Hồi mới yêu lâu lâu cái cổ lại hỏi anh có thương em không, rồi anh có yêu em không, được không? Cái câu nói đó là cái câu nói muốn khen, muốn muốn chỉ muốn xác nhận lại là anh mày có còn yêu tao không, em yêu con khác rồi. Được chưa? Được không? Mà cái này nó diễn ra vô thức luôn. Nó diễn ra vô thức luôn. Lúc người phụ nữ nói, người phụ nữ ý thức cái chuyện này hết trơn. Vô thức tôi đòi hỏi thôi. Được không? Nên là bí quyết là cái gì? Rồi còn đòi hỏi những cái này là tới cái ngày quan trọng á. Thường thường người phụ nữ sẽ đòi hỏi một điều gì đó từ cái người đàn ông, từ cái người mình thương á. Được không các bạn? Để làm chi? Để nhắc, để cảm giác an toàn rằng là anh ta vẫn còn đáng yêu mình. Được chưa? Và cái người đàn ông khéo léo á, phải biết được cái chuyện này. Được chưa? Nên là mà còn cái anh thì tỉnh lắm, cái anh yêu theo kiểu khác mà. Cái anh yêu theo kiểu là bình thường đàn ông, mà đàn ông thì yêu theo cái kiểu là ít 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 thổ lộ, mà thường là đi làm không mà. Mà cũng nhiều khi nó cũng logic quá, nó cũng logic quá, xong rồi cuối cùng là cứ thay vì tặng cho cổ cái bông hoa thì mình logic mà mình chơi chắc anh mà thôi, tặng cho anh nguyên cái bình hoa. Được không? Họ xong nói với vợ là vợ ơi, anh tặng cho vợ cái bình hoa này. Có cái bình hoa này ở cây nó sống ở trong đây, thế là năm nào lúc nào vợ cũng có hoa. Được chưa? Nhưng mà tôi nói cho các bạn biết là các bạn đang đụng một cái việc cực kỳ sai lầm. Người phụ nữ muốn bạn tặng hoa mà nó phải héo. Nó phải hư. Để làm chi? Để năm sau tặng lại. Để làm chi? Để một minh chứng cho thấy là anh vẫn còn đang yêu em. Ok, nên từ lúc này trở đi mọi người ơi, một bông hoa cũng được, nhưng đảm bảo là cái hoa nó phải héo nha. Đằng này cái ông tính quá, cái ông tặng hoa bất tử nó thì mệt lắm, hiểu chưa? Nó phải hư nghe. Ok. Được không các bạn? Được nha. Và mọi người để ý nè, cái và mọi người để ý nè, khi một cái người phụ nữ á, mà làm cho cái người đàn ông đó có oxytocin với mình á, thì dù cho nó ra ngoài đường nó hầm hố, nó sư tử, nó gào rú như thế nào, về nhà nó vẫn thể hiện một sự dịu dàng với vợ. Mọi người có thấy tướng quân ông ra ngoài đường vô cùng hoành tráng, ra ngoài đường quát tháo ghê gớm lắm, về tới nhà gặp vợ có oxytocin á, dịu dàng lại hẳn. Được chưa? Được chưa? Có hiểu không hả các cô gái? Được chưa? Và giá trị an toàn nó còn đặc biệt ở cái chỗ này nữa nè. Ông có muốn nghe thêm không? Muốn nghe thêm mà chia sẻ thêm. Muốn nghe thêm không? Để mình biết mình lên level. À, các anh ơi, nếu mà các anh có đang nghe cái này thì em có một vài cái lời tư vấn dành cho các anh, là sau khi mình có người yêu, sau khi mình có người thương, sau khi mình có vợ rồi á, thì các anh làm một điều đó chính là cái cô đó cũng cần cái sự oxytocin rất nhiều và cái sự lặp lại rất nhiều, nên là nhớ tặng trang sức chỉ tặng cho cô ấy mà thôi, đừng cho đứa nào khác vì cực kỳ nguy hiểm. Mọi người hiểu chưa? Vì người phụ nữ người ta vô thức khi thấy cái người mình thương á tặng một thứ gì quý giá cho một người phụ nữ khác, thì trong vô thức cô ấy sẽ cảm thấy mất an toàn,
Mấy anh thì nhiều khi mấy anh không có suy nghĩ đâu, tại vì đẳng cấp của đàn ông mà nó hơi hào phóng mà cứ cho thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái sự nguy hiểm ở chỗ là nếu như mà cái anh vô tình cái anh tặng trang sức cho một người phụ nữ khác á, là cái anh sẽ vô thức ảnh hưởng tới oxytocin của người phụ nữ, mà nhất là cái người kế bên mình, mọi người hiểu không? Cô ấy sẽ bị thiếu hụt oxytocin liền và nó sinh ra cảm giác ghen tị vì cô ấy đang cảm giác là mất sự an toàn. Nên thôi mà mai mốt thì thôi cứ kim cương với vàng với bạc thì tặng người yêu với tặng vợ thôi, còn người mấy người phụ nữ khác thì thôi tặng thứ khác đi nha, đừng tặng mấy thứ đó dễ tan vỡ lắm, tại vì cái này nó diễn ra vô thức lắm, khỏi giải thích về mặt lý trí, tại vì khi mà đụng tới oxytocin rồi, đụng tới yêu thương rồi, không có lý trí gì cả, đơn giản là mình thấy nó quan trọng thì nó quan trọng thôi, mọi người hiểu chưa? Ok. Ok, rồi. Oxytocin nó được sinh ra khi nào mà trong chất lượng mối quan hệ này? Oxytocin nó được sinh ra như thế này nè. Mọi người viết xuống nha, hai chữ cực kỳ quan trọng khi có oxytocin. Sự đồng điệu hay còn gọi là cái chung. Để tôi nói cho mọi người nghe nè, bữa từ giờ khi Nguyễn chia sẻ, khi Nguyễn gặp rất nhiều thầy cô nhắn tin cho khi Nguyễn hỏi khi Nguyễn một câu như sau. Bây giờ con của em nó không nghe lời em, học trò của em nó không nghe lời em, ABC thì Z hỏi thầy phải làm cái gì đầu tiên? Được không ạ? À? Bước đầu tiên của 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 tất cả các công việc làm việc giữa người với người đó chính là tạo sự kết nối thông qua oxytocin. Nên là làm ơn đừng có talk, đừng có nói gì cả cho đến khi bạn tạo được kết nối. Bước đầu tiên tạo được kết nối là gì? Được chưa? Vậy thì chúng ta phải tìm những điểm chung giữa mình với cái người đó. Nên mọi người để ý này, nếu như mọi người bước vào một cái đám đông, sẽ có người comment dễ thương chưa? Giờ mới hiểu tại sao là lúc mà Thượng Đế tạo ra phụ nữ thì cả đàn ông lẫn người Phượng Đế đều không được nghỉ ngơi. Được chưa? Ok. Thì cái sự đồng điệu nó xảy ra nếu như mọi người đến vào một cái đám đông an toàn nhá, một cái đám đông không an toàn, xin lỗi, một cái đám đông không an toàn mà tự nhiên đi một cái đám cưới đi mà toàn người lạ thôi, không có mình lạ lắm, mà tự nhiên cái bữa đó cái mình mặc áo trắng, mình chơi nguyên một cây trắng thôi, xong mình bước vô trong đó, mình thấy nguyên một đám toàn là mặc đồ đen không à. Có thể sao bạn nhìn từ xa có một đứa mặc áo trắng giống mình, mọi người có thấy là xu hướng mọi người sẽ hút về cái người mặc áo trắng đó không, giống mình đúng không mọi người, đúng chưa? Alo alo, đúng không? Mình sẽ bị hút về là vì oxytocin được sinh ra, mình cảm thấy là đứa kia nó giống mình, tế bào thần kinh gương nó hoạt động và nó sinh ra oxytocin kéo mình lại với cái người đó. Vì vậy á, đừng có làm cái gì liên quan tới kỹ thuật coaching ABC thì nhé, tất cả mọi thứ nó dẹp qua bên, đầu tiên là phải làm việc với mối quan hệ, đầu tiên là kết nối, mà đầu tiên của kết nối nó có nhiều cách lắm, làm một cái gì đó chung, nói về một thứ gì đó chung, nên là hai người trên nước, trên hai cái đất nước khác, trên trên một cái đất nước ngoài á, tự nhiên ra gặp nhau, ê mày người Việt, ô tao người Việt, ô vui quá, lại ôm nhau. Còn bình thường sống ở trong đất nước người Việt Nam, hai người Việt ra nhau nhiều khi gặp chửi nhau đó. Nhưng mà gặp trên một đất nước xa lạ có điểm chung, ôi em người Việt, ô anh người Việt hả, ô vô xong rồi, ô anh quê đâu, quê Biên Hòa hả, ô mình cũng quê Biên Hòa, ủa bạn phòng mấy, ừ tu tầng hầm ở bệnh viện tâm thần, ô tu tầng 2, ừ thấy có điểm chung, mọi người hiểu chưa, tìm ra điểm chung rồi hiểu không mọi người? Nên mọi người có thấy là chúng ta rất dễ tạo oxytocin với những người có điểm điểm chung với mình. Và nếu như bạn hiểu cái điều này á, nguyên tắc đầu tiên của tạo kết nối, đừng có nói dòng do Tam Quốc, hãy tìm kiếm điểm chung. Được chưa? Giữa mình và họ. Trong coaching cũng vậy. Coaching cho học trò mà cứ đưa chơi theo cái kiểu mình chưa có kết nối gì với học trò đó mà mình chơi theo kiểu bề trên đó, đứng trên bục. Xong học trò dưới ngồi, tao nói tụi bay phải nghe nha, nó nghe mới sợ, mà trong khi nó là học trò mà cái kiểu ngỗ nghịch như cái thời bây giờ thì còn khuya. Được không ạ? À? Làm ơn hạ mình xuống ngồi ngang hàng với học trò, thậm chí ngồi bàn tròn cũng được, được chưa? Đừng có làm gì cả, hỏi han những điều gì đó liên quan để tìm kiếm điểm chung giữa mình với người đó.
Khi mà tìm kiếm điểm chung xong rồi hỏi thời gian thì bắt đầu trời ơi, nói về điểm chung vui lắm. Và bất khi mà có kết nối xảy ra rồi, sự tin tưởng nó xảy ra rồi, lúc đó bạn tác động mới được, bạn coaching mới được, bạn ảnh hưởng mới được. Còn không, sức mấy mà người khác nghe, mọi người hiểu chưa? Và bán hàng cũng vậy. Khi Nguyễn nói với bao nhiêu người rồi, khi Nguyễn dạy bán hàng mà, cái bệnh của mấy người, của những người đi bán hàng đó là gì? Đi xong rồi ngay từ đầu âm mưu ngay trong đầu là đi bán hàng, nghĩ trong đầu là chưa gì mới gặp thằng đó thì nghĩ trong đầu làm sao chốt được nó đây, chắc tao chốt đó nha, tao chốt đó nha. Mà khi mọi người nhớ không, cái sự tập trung ở đâu á, thì bắt đầu trạng thái bạn tới đó, bạn tỏa ra một thứ kinh hoàng khiến cho nó bây giờ nó đóng rồi, bạn tỏa ra một thứ gọi là sell khí. Nên sát thủ á, thì nó đi bằng sát khí, đi kế bên đứa sát thủ mình cảm thấy lo lắm vì nó có sát khí. Nhưng mà đi với một người mà có rắp tông bán một thứ gì đó, bạn tạo cho họ một cái sell khí, mà cảm giác sell khí bây giờ bạn bạn có bạn vô bạn gặp một người nào đó chưa gì âm mưu bán hàng cho mình, bạn có sợ không? Sợ đúng không? Sell khí. Được chưa? Ok. Nên đừng có gặp người khác, ngày đầu tiên bạn gặp một khách hàng mới đừng có nghĩ gì tới sale, đừng có giới thiệu bán hàng, đừng có gì cả. Cái bước đầu tiên đó chính là tạo sự kết nối, tạo sự tin tưởng. Make friend, làm bạn với người đó. Được không ạ? Tìm kiếm nhu cầu của người đó, lắng nghe người đó nói, đặt những bộ câu hỏi đặc biệt để người ta nói ra, rồi bắt đầu mình nói tới câu chuyện bán hàng. Nên khi Nguyễn nói 100%, khoảng 90% dân sale đi chỉ nghĩ về chốt thôi. Có khi Nguyễn không có, dạy sale quan trọng nhất là open the sale, mở thương vụ. Được không ạ? Mà mở thương vụ nó có ba cái bước. Bước đầu tiên, open heart, mở trái tim họ ra, tạo kết nối với họ. Được không ạ? Đặt những câu hỏi mà làm cho họ muốn chia sẻ với mình. Thứ hai, open mind, tìm kiếm nhu cầu bên trong tâm trí với họ. Được không ạ? Đặt những câu hỏi đặc biệt, open mind. Và cuối cùng, đừng có nghĩ chốt xong là chốt. Trời ơi, đừng. Open relationship, mở một mối quan hệ. Lúc đó bạn bán hàng bền vững. Mọi người hiểu chưa? Được chưa? Nên là khi Nguyễn không, đầu tiên của khi Nguyễn luôn luôn là cho đi, không có bao giờ mà vừa mà vô mà âm mưu mà nhận lại, chết luôn, nó đừng làm chuyện đó, mọi người hiểu không? Mọi người thấy tác dụng của oxytocin có kinh không? Và con đường và đi cô gái đơn giản lắm, nhớ này, khả năng an toàn nhất của người phụ nữ đó chính là sự an toàn, mà sự an toàn cổ xưa lắm, nó dính tới dán dán tới cái bụng á, ăn á, nên là mình hãy chơi tuyệt chiêu. Con đường gần nhất tới con đường trái tim đó chính là con đường bao tử. Được chưa? Đừng nói gì về đảng và nhà nước, cái đừng có nói gì về lý tưởng gì hết. Lần đầu tiên gặp phụ nữ cứ rủ đi ăn thôi, cứ rủ 10 quán khác nhau, mỗi quán một cái là để có dopamine, rồi cứ ăn rồi nó oxytocin, mọi người hiểu không? Rồi bắt đầu tạo mối quan hệ, được chưa? Rồi bắt đầu thấy mà nhớ trả tiền cho mấy ông, lại còn chơi thì chiêu nữa. Được chưa? Cái đó người ta gọi đầu tư cho tình yêu. Đang này dẫn người phụ nữ đi xong mà tới lúc chia chi tiền mình xe nhá. Hiểu chưa? Âm mưu mà. Đó mọi người, nên đằng sau oxytocin là sự đồng điệu. Chính vì vậy những cặp vợ chồng hạnh phúc và những cặp vợ chồng thường xuyên có các sinh hoạt đồng điệu, tính cách phù hợp với nhau. Được chưa? Nên number one của các mối quan hệ vững bền đó chính là cùng chung lý tưởng, cùng chung tôn giáo, cùng chung quan điểm, cùng chung lý luận. Cứ cả chung càng nhiều thì càng ok, mà nhất là cái mindset. Có thấy ghê chưa mọi người? Nên thực ra thì chúng ta ở đây chúng ta có kết nối đấy, là vì chúng ta có một vài điểm chung. Hiểu không mọi người ơi? Tới đây mọi người hiểu về oxytocin chưa? Và khi Quỳnh đã rồi đấy, có oxytocin thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không đâu, phụ nữ thì quyền lực là đúng rồi. Nhưng mà cái anh nào á, mà làm cho cô nữ có oxytocin nó đời quản sướng lắm. Tôi nói thật. Được chưa? Sướng lắm. Được không? Nên ra đường thì cứ cứ nói sợ vợ đi, sợ thì thằng nào. Được chưa? Ra đường sao mày sợ vợ mày? Sợ chứ. Cả xóm nó cũng sợ mà. Được chưa? Nhưng mà cái sự sợ vợ nó đáng yêu lắm mọi người, chứ không phải nó sợ thật đâu, nhưng mà nó sợ vợ vậy nó vui lắm mọi người, hiểu chưa? Mà vợ tự nhiên cảm thấy được yêu thương sướng lắm. Hiểu không mọi người? Và cái sự không đồng điệu nó diễn ra là mất oxytocin nè. Một cái cô gái, một cái cô vợ cô đang đứng trước gương, cái cô nhìn vô cái gương đó cô thấy cái body của cô không có đẹp. Cái cổ mới nói với chồng là chồng ơi,
Em đang cảm thấy mất tự tin quá, chồng có thể nói cái câu gì cho em có động lực được không? Cái body của em nó không đẹp, cái ông chồng nó nhìn 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 nhìn. Ừ đúng rồi đó em có thị lực thật là tốt. Và sau đó hai đứa nó cãi nhau tới chết. Hiểu không? Có hiểu. Chưa hiểu luôn. Trời ơi tội nghiệp. Nghe này, cái người phụ nữ đang nhìn trước gương, cô ấy không có nhìn gương vô, nhìn cái body của mình nó không có đẹp, xong xoay sang chồng. Chồng ơi, chồng nói câu gì cho em có động lực khen em cái. Ừ, khen em cái. Cái chồng bay vô, ừ em có thị lực rất tốt, chúc mừng. Được chưa? Ừ, good luck. Ok. Rồi. Được chưa? Rồi bạn để ý là khi mà oxytocin nó sinh ra, ngay cả người ta làm sai bạn cũng binh nữa. Nên là thực ra là phụ huynh binh con chầm chập đó bà. Ít con mình sai luôn nó vẫn binh. Được chưa? Lý do là có oxytocin đó. Ừ, hiểu không? Nó có sự tin tưởng đó. Right? Ừ. Ok. Hiểu chưa? Hiểu không mọi người? Ừ. Nên là con mình nó sai thành thành ra đó, thấy có gì đâu, nhưng mà vẫn cứ binh rồi. Được không à? Được không à? Nên học trò người ta yêu mến mình là vì có oxytocin. Nên là mọi người có thấy là cái triết lý dạy học của thầy Thái bắt đầu đúng chưa? Không có bắt đầu bằng não. Vạn tiễn là xuyên tâm. Giáo dục là phải đi từ trái tim trước để tạo sự tin tưởng trước, bạn muốn làm gì cũng được. Được chưa? Nên là lần sau nhá, vạn tiễn xuyên tâm, giáo dục xuyên tim. Đầu tiên. Ok. Nên là bắt đầu trong tất cả mọi mối quan hệ, hãy nghĩ về câu chuyện đầu tiên, làm sao để tạo được kết nối. Bạn có kết nối với học trò rồi, bạn có kết nối với người yêu rồi, bạn có kết nối với vợ rồi, đời bạn nó hạnh phúc cực kỳ luôn. Vì chất lượng mối quan hệ nó liên quan mật thiết với hạnh phúc. Và đừng có nói gì yêu đương gì ở ngoài hết. Tình yêu, nhớ mẹ Teresa nói không, mẹ Mother Teresa, tình yêu nó bắt đầu từ gia đình. Không có khả năng yêu những người trong gia đình, chạy ra ngoài, ui em yêu người này lắm, ui em yêu người kia lắm, yêu người này lắm, tào lao. Quay về yêu những người trong gia đình đi. Mọi người hiểu chưa? Alright. Ồ, tới đây mọi người hiểu không? Mình qua cái mới nè, mình qua phần mới nè. Hi. Sự tin cậy nhá, sự tin cậy nhá, the more sự tin cậy. Nên là chúng ta không thường làm việc với nhau là vì chúng ta không có sự tin cậy lẫn nhau vậy thôi. Ok, bây giờ mình qua cái mới nha. Ừ, tại vì cái gì nó cũng có vấn đề của nó. Vấn đề của nó. Ok, vấn đề của nó nằm ở đây nè. Chuyện gì xảy ra nếu như các bạn làm cho một người nào đó có quá nhiều cái oxytocin với mình, thì khi Quyển sẽ nói là một điều là sự sự gì mặt trái của oxytocin. À, cái gì nó cũng có mặt trái nha. Mình biết cái mặt trái thì mình kiểm soát nha. Ok, mặt trái của oxytocin nè. Mọi người có để ý là khi mà cái cô gái mà cô ấy đang yêu không? Cái triệu chứng yêu mà lãng mạn á, tức là đi gặp cái anh đó xong được quan tâm chăm sóc dữ quá, nên là xong rồi về xong rồi bắt đầu tương tư á, cái trạng thái yêu sâu đậm đó xếp một cách đúng đắn á, các nhà có tâm lý học người ta kêu đúng đắn, cái trạng thái mà yêu cái kiểu yêu cái kiểu say đắm yêu mù quáng á, chẳng khác gì với tâm thần hết trơn. Tâm thần nhẹ. Được chưa? Là khiến cho cô ấy sẽ sẵn sàng làm mọi điều. Chính vì vậy oxytocin, chỉ cần cô ấy chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của anh ấy thôi, lập tức nó hiện lên oxytocin. Được chưa? Và bắt đầu cảm thấy đau khổ là vì nó đi đâu mất tiêu rồi, nó thiếu hụt oxytocin. Ok. Và điều thứ hai này, oxytocin là nguyên nhân tạo ra nguyên lý đám đông. Nên mọi người có để ý không, khi mà chúng ta sống trong một cái tập thể mà vô tình chúng ta bị cô lập trong cái tập thể đó, mọi người có cảm thấy nó khủng khiếp không? Oxytocin nó bị giảm xuống liền. Nên đừng có cách ly người ta hay đừng có cô lập người ta, chơi cái kiểu này bạn tàn nhẫn lắm nha. Tại vì nguyên oxytocin, khi mà cái người đó trong một cái tập thể người ta có oxytocin lẫn nhau, được không ạ? À? Vậy thì bạn chỉ cần cô lập người ta thôi, người ta mất oxytocin nên nó mới gây ra những cái chuyện liên quan tới cái trục trặc trong mối quan hệ. Và một điều nữa là nếu như mà các phụ huynh mà chiều con quá, khiến cho con có một lượng oxytocin cực lớn với gia đình, bạn tước đi một cái quyền lực của con, đó chính là nó đi ra ngoài đường xong rồi cái xu hướng mà nó cảm thấy là ở ngoài kia quá khắc nghiệt. Là vì oxytocin tạo cho các bạn ấy một vòng an toàn rất là kỹ ở trong gia đình.
Mọi người hiểu không? Thôi để mẹ lo, ừ cái gì cứ để mẹ lo, ừ cái gì để bố lo, để mẹ lo, để mẹ lo. Đẩy nó ra ngoài đường phát nó chịu không nổi. Khắc nghiệt quá. Thì mong ước của cậu ấy là gì? Quay về, về nhà. Được chưa? Mất luôn tính tự lập. Nên là cái đây người ta gọi là nguyên nhân tạo ra các cậu ấm cô chiêu là vì cha mẹ chiều chuộng quá mức thông qua oxytocin. Nên là vừa vừa thôi, kiểm soát vừa vừa thôi, mọi người hiểu không? Ok, được chưa? Đó, và khi mọi người để ý này, khi mà một người nào đó mà bị đám đông nó quay lưng đó, người đó rơi vào trầm cảm ngay. Đúng không? Cảm thấy lo sợ ngay, cảm thấy stress ngay. Đúng chưa? Cảm thấy có gì đó, hay là cái người nào đó mà chia tay người yêu, các bạn cảm thấy thiếu hụt một lượng oxytocin trong người ngay. Được chưa? Cảm thấy rất đau khổ và các bạn muốn quay về, các bạn muốn tìm cái người đó về. Các bạn hiểu không? Được chưa? Đó. Và người ta nghiên cứu cho các bạn luôn nè, một cặp yêu sâu đậm, yêu sâu đậm, yêu 1 năm thì mất 1 tháng. Trong lúc chia tay á, cứ 1 năm á thì phải mất 1 tháng để cho lượng oxytocin nó ổn định lại, nên anh ta sẽ bị đau khổ ít nhất 1 tháng, cô ấy sẽ bị đau khổ ít nhất 1 tháng. Thể hiện ra ngoài là thể hiện ra ngoài thôi, còn bên trong não á, tại vì nó tạo ra một cái thói quen mà, neural pathway, được không các bạn? Nên yêu 2 năm thì mất 2 tháng, yêu 5 năm thì mất 5 tháng. Nên các cái cụ lớn tuổi mà sống với bạn đời của mình rất là lâu á, rất là lâu á, 50 năm, 30 năm á, khi người ta nghiên cứu là cái người bạn đời người ta mất đi, thường các cụ không vượt qua được cái cú sốc này. Nên mọi người thấy á, là thường là một cụ đi trước rồi cụ sau mấy tháng sau là cụ đi theo, vì oxytocin nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, nó ảnh hưởng trực tiếp tới năng lượng tinh thần. Mọi người hiểu không? Được chưa? Ok chưa? Đó là sự thất vọng của oxytocin, một trái của oxytocin đấy. Được không ạ? Nên là kết nối á, nhiều lúc bạn phải cắt. Nhiều lúc mình phải cắt kết nối, cắt kết nối vì sao? Vì nếu như các bạn phát hiện ra mình ở trong một cái đám đông á, mà cái đám đông đó là một cái đám đông không tốt, nhưng mà vô tình bạn có oxytocin, buộc phải cắt. Được chưa? Cắt ra. Nha. Còn bạn ở trong cái oxytocin bạn cứ vương vấn, quay lại chơi đi rồi chết. Nên là chơi với cái đám đông nào ấy, mà cái đám đông đó là một cái đám đông không phát triển được á, nhảy vô cái đám đông đó mà có oxytocin trong đó nó còn nguy hiểm nữa. Mọi người hiểu không? Được chưa? Nên nguyên lý bài đàn là vì vậy đó. Ok. Được chưa? Mà khi các bạn có cảm thấy tin tưởng một người nào đó mà bạn cảm mà mờ nó phản bội mình, các bạn có cảm thấy đau không? Đau. Đau là vì mất niềm tin, mất uy tín, đó chính là tác dụng phụ của oxytocin. Right. Được chưa? Và các mối quan hệ tranh cãi nó cũng y chang như vậy luôn đó. Được chưa? Hiểu không mọi người? Tới đây mọi người hiểu chưa? Nên block đi. Ừ. Nên là cảm thấy cái gì tiêu cực thì lặng lẽ block thôi. Ok. Nha. Để chúng ta hiểu hơn. Rồi. Làm sao? Oxytocin có nhiều thứ để nói lắm nha. Nói thì mắc câu phù thì Thái đuổi ra nữa. Tại vì hết giờ thì Thái. Nhưng mà anyway. Khi Nguyễn sẽ nói how này. How tức là làm sao để tạo ra được oxytocin với người khác. Hãy dành cử chỉ yêu thương. Được không ạ? Và đối với xã hội các bạn phải làm như sau, người ta gọi là stepping stone. Stepping stone tức là các cái viên đá, đặt cái viên đá cao 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 lên, người ta gọi là stepping stone. Có nghĩa là chúng ta để tin tưởng một điều gì đó, các bạn phải có một hệ thống kiểm tra sự tin tưởng đó. Được chưa? Khi Nguyễn kể cho các bạn ngày đầu tiên này, vì khi Nguyễn biết mình đó, là mình thì rất khó tin, nhưng một khi mà đã tin một người nào đó thì sẽ chơi rất hết mình. Chính vì vậy khi Nguyễn phải tạo cho mình một hệ thống kiểm tra thông tin. Được không? Nên là cái ngày đầu tiên mà khi Nguyễn biết tới thầy Thái á, khi Nguyễn phải lên làm research thầy Công Thái, lên search Google, được không? Xong phát hiện ra là thầy Công Thái có trường mầm non bé sinh, vợ thầy quản lý nè, rồi cái ABC thì biết là phải tìm hiểu chứ để coi có thật không. Mọi người hiểu không? Cái đó người ta gọi là verify the trust, tức là trước khi bạn tin tưởng ai á và oxytocin nó thực sự sinh ra á, là các bạn phải kiểm tra trước, vì nếu không các bạn rất dễ dính vào các cái cộng đồng hay là những cái điều gì mà nó gây nguy hiểm tới bạn và gia đình bạn, nên bạn phải có một bước này người ta gọi là bước kiểm tra. Đưa các bạn ở ngoài xã hội, còn gia đình của mình thì ráng tạo ra những cái điều chung ở trong gia đình, những cái sinh hoạt chung, ví dụ như ăn cơm chung, đi bộ chung, tập thể dục chung. Ừ, được chưa? Nên người ta nói yêu lãng mạn là tình yêu theo chiều ngang, nhưng mà cái tình yêu theo chiều dọc á,
là khiêu vũ, nên những cặp đôi đó chịu khó đi nhảy với nhau á, trời ơi, khăng khít lắm kìa. Mọi người hiểu không? Có những cái hoạt động chung á, nó khăng khít với nhau cực kỳ luôn. Ok. Được chưa? Nên là hãy có những cái hoạt động chung, hãy có những điều chung, hãy tạo ra những cái gì và nhiều cái chung nhất thì nó sẽ tạo ra oxytocin bền vững. Ok. Rồi, một cái hồi sáng nay khi Nguyễn nói nữa, đi massage. Hãy massage bản thân của mình, nhờ ai đó massage. Massage nó tạo oxytocin mọi người ơi. Vì massage nó là một cử chỉ yêu thương, nên là mấy anh phải massage lắm. Được không các bạn? Massage. Được chưa? Nên là một cách nữa để có cảm giác á, thì hồi sáng thì Thái chơi theo kiểu endorphin rồi, đúng không? Là căng người ra. Được không? Để cho nó hơi đau đầu. Lần sau bạn không kịp căng á, thì mình xoa bóp, mình massage cơ thể để oxytocin nó sinh ra, được không? Cũng cảm thấy hưng phấn mà. Được chưa? Nên massage cơ thể, được chưa? Nên lâu lâu tự nhiên đang mệt mỏi, có một đứa nào đứng sau lưng nó bóp vai, tự nhiên cảm thấy sướng hẳn. Đúng không mọi người? Rồi, điều nữa nào. Nhà Phật có bốn thứ tứ nhiếp chính cực kỳ hay để tạo ra kết nối. Bạn biết lại bốn thứ này nha. Đạo Công giáo cũng nói. Mà khi Nguyễn nói Phật cho trẻ, một, một bố thí cho đi yêu thương á, hai ái ngữ nói lời yêu thương, ba lợi hành làm những việc lợi mình lợi người lợi chúng sinh, thứ tư đồng sự đồng cam cộng khổ với họ. Bốn thứ để tạo, bốn thứ để tạo ra oxytocin, nghe chưa? Nghe chưa? Rồi nhớ này, phụ nữ người ta không cần lý trí nhiều lắm. Thực ra khi Nguyễn bị bắt bẫy mấy lần là lý trí cũng chỉ là một câu chuyện thôi. Hãy liên tục tạo ra những cử chỉ yêu thương với người cô ga, với những người trong gia đình, với người khác, và liên tục tạo ra những cái sự tin tưởng, được chưa? Nên là hứa là phải làm, nhưng hứa là không làm thì chết, được không các bạn? Ok chưa? Rồi mỗi lần mệt mỏi hãy tập trung vào những điều, những người mà các bạn yêu thương. Đó là một cách thay đổi sự tập trung của mình, giống như tam giác trạng thái hồi sáng này thầy nói đó. Tập trung vào những người yêu thương bạn sẽ có động lực. Nên cái người đàn ông mà người ta yêu vợ, người ta chỉ cần nghĩ tới vợ, người ta nghĩ tới người yêu, người ta sẽ có động lực. Còn khi Nguyễn sáng nay khi Nguyễn coi cái video, mỗi lần khi Nguyễn mệt mỏi đó, thì một trong những cái video làm cho khi Nguyễn có lại sức lực đó, chính là cái video mà cái cậu bé mang gạch đến trường đó, vì nó tạo ra oxytocin. Tất cả những thứ đó đều là hạnh phúc. Và nhớ này, hạnh phúc thúc đẩy hành vi, hạnh phúc tạo động lực, được chưa? Được không mọi người? Tới đây mọi người ổn chưa? Tới đây ok chưa? Chào mừng mọi người tới khóa chất thứ ba oxytocin. Ui thì thấy có cái tai nghe độc của ta, xanh lè xanh lét luôn, chịu nổi luôn. Ồ, có thể. Được mọi người, rồi Kim Nguyễn tạm thời dừng cái phần này ở đây nha. Là nói nãy giờ hơi nhiều rồi, thì Thái sắp đuổi đi rồi. Thầy Khiêm Mời mọi nói người. cái bỏ mic bỏ đây nghe đúng không, tại nãy trời mưa. Anh em mọi người cảm ơn thầy Khiêm Nguyễn đi ạ. Thầy Khiêm Nguyễn rất thận trọng, giống như cô Ngọc nó muốn biết thầy Thái là ai, sớt nghiên cứu đủ thứ, nghiên cứu trên mạng chưa đủ, nghiên cứu người thân người quen, là nghiên cứu cả dòng họ, nghiên cứu ba miền luôn, chơi ác nhỉ. Khánh Ngọc nghiên cứu khắp mọi nơi. Cảm ơn thầy Khiêm Nguyễn rất là nhiều. Khúc này đến chia sẻ cho anh chị em thêm luôn cái lời hứa hôm trước, là cái lời hứa mà để cho đàn ông, để cho vợ yêu mình đó. Nhưng mà hôm nay không kịp thời gian. Cảm ơn Khiêm Nguyễn rất nhiều, cảm ơn anh em. Mình muốn đúng ra anh chị em chia sẻ, nhưng mình muốn nhắc anh chị em một vài việc thôi. Hôm nay mình học thì mình hiểu rất rõ rằng là tại sao các sếp của các bạn sợ hãi hoang mang khi các bạn thay đổi quá nhanh khi vào supervision. Các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy là tại sao mà các sếp, các thầy hiệu trưởng, hiệu phó, thậm chí cả gia đình của bạn, thậm chí cả cơ quan của bạn hoang mang, có những cái phản vệ. Bởi vì các bạn vào surrogation, các bạn thay đổi quá nhanh đi, trong vòng một thời gian ngắn các bạn trở thành, gần như có những bạn trở thành một con người tích cực hơn, tuyệt vời hơn, yêu thương hơn, hạnh phúc hơn, và chia sẻ những điều tốt đẹp hơn. Cho nên các sếp, có một bạn chia sẻ với thầy rằng là hôm qua tổ trưởng tổ phó của em mời em vô,
và hiệu trưởng của em vô, mời em vô để mà nói với em là không được đăng những cái bài học liên quan tới subrogation nữa, không được đăng cái bài học liên tới những cái giá trị mà tuyệt vời mà em học nữa, bởi vì những bài học đó nó không có phù hợp với cái chỗ của mình làm việc, tại chỗ mình nó từ xưa đến giờ cái tuyệt vời nó là một cái xa xỉ lắm. Đó, cái sự bình an, cái sự hạnh phúc, cái thịnh vượng của trong cái nơi mình làm việc nó quá xa xỉ đi, mà em đăng cái này nó có thật, nó ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị, tội không ạ? Tội xếp kiểu đâu ạ? Xã hội thì biến đổi không ngừng, xã hội thì biến đổi không ngừng, nên là anh em mình cùng với nhau nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội. Cái việc này thì anh em mình đang làm gần như là nó khác khác so với nhiều người đang làm. Cái việc mà chúng ta nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị để phụng sự xã hội, có khi nó khác khác, nó hiếm hiếm. Cho nên là mình bị phản vệ. Phản vệ bởi vì người ta cảm thấy mất an toàn. Cảm thấy mất an toàn, người ta bị hụt cái oxytocin. Cảm ơn Khiêm Nguyễn, hôm nay thầy hiểu rõ rồi. Thầy hiểu tại sao mà các sếp phản vệ mà cấm giáo viên của mình đi học. Cấm giáo viên mình đi học. Và sếp thì không chịu thay đổi, không chịu phát triển bản thân. Xã hội thay đổi nhanh lắm rồi mà các sếp không chịu thay đổi, các sếp không chịu học, và giáo viên cũng lười học, nên là sếp thấy mình chia sẻ hay quá, hạnh phúc quá, nên là bị thiếu hụt oxytocin. Oxytocin. Ok. Đó. Cho nên là ở chỗ này mình muốn nhắn gửi thông qua bài học của Khiêm Nguyễn, mình hiểu nguyên nhân, cho nên mình làm thế nào để cho họ cảm thấy an toàn, để mình an toàn. Kinh doanh là phương tiện, tài chính là mục tiêu, nhưng mà bình an mới là đích đến. Các bạn ạ, các bạn comment đi ạ. Kinh doanh là phương tiện, tài chính là mục tiêu, nhưng bình an mới là đích đến. Trong gia đình của bạn cũng vậy. Khi bạn có một cái điều học được trong cái chương trình Subrogation, mình rất là hạnh phúc khi mà trong cái khóa học buổi tối, khóa học S, mình thiết kế để các bạn trở thành nhà đào tạo có tâm, để các bạn trở thành nhà lãnh đạo không chức danh, thì cái người xung quanh bạn thấy bạn thay đổi nhanh quá, thấy bạn chuyển đổi nhanh quá, họ sợ, họ mất an toàn. Cho nên mình làm thế nào đó để quân bình. Bạn ạ, bạn quân bình với sự thay đổi của mình và đồng cảm với người thân của mình, đừng chống đối. Mình chống đối là mình đi xa họ đấy. Mình chống đối, mình đi xa họ đấy. Không được chống đối các bạn nhé. Mình hãy biết ơn, cảm ơn, yêu thương, hạnh phúc, thậm chí xin lỗi họ, để mình bình ổn lại với mọi thứ, để cái nhịp sống của gia đình của mình được nâng lên từ từ. Mình tăng mỗi ngày 1%. Mình không có chống đối gì hết các bạn ạ. Họ nói mình, họ nói mày học cái gì, họ chống đối, họ không cho mình học nữa, thì mình cứ cảm ơn thôi, biết ơn, xin lỗi họ thôi, đừng chống đối gì hết. Mình thay đổi từ tâm, từ bên trong của mình, thì khi các bạn thay đổi đủ mạnh, đủ lớn, nó thoát được cái sự kháng cự từ bên trong mình, nó thoát được cái sự kháng cự nha chị em. Bởi vì chính bạn luôn, chính các bạn luôn, khi các bạn thay đổi quá nhanh, mình biết cái thiết kế của chương trình của mình, biết cái thiết kế của buổi sáng là nó là rửa sạch tâm thức, mang đến cái sự thịnh vượng, bình an, hạnh phúc cho các bạn. Biết cái chương trình buổi tối nó giúp cho các bạn chuyển hóa để đổi đời. Mình biết rõ cái tiến trình mình xây dựng, tại vì mình là người thiết kế ra mà. Thái là người thiết kế ra cái quy trình buổi sáng. Mình không học NLP nhưng mà trải nghiệm cuộc đời của mình bằng cái hệ thống thói quen thịnh vượng, bình an, hạnh phúc, mình đã xây dựng được và mình thiết kế ra cái buổi sáng. Và cái chương trình buổi tối thì mình ngồi với thầy Ken Bay đóng gói chương trình và mình thiết kế quy trình học đó. Cho nên mình biết chắc rằng tất cả mọi người, cho dù bạn là ai, miễn bạn có ước mơ và có lòng tốt, bạn nhúng mình vô cái tổ chức, vô cái hệ thống giáo dục này, vô cái hệ thống giáo dục này, là bạn được chuyển đổi một cách rất nhanh chóng và ngoạn mục, rất nhanh chóng, để giúp cho gia đình của bạn hạnh phúc, giúp cho hạnh phúc bên trong, bình an từ bên trong, thịnh vượng từ bên trong. Cho nên là mình biết các bạn phát triển rất nhanh, chỉ trong 2 tuần học thôi các bạn thay đổi luôn, và thay đổi đến chóng mặt luôn. Thế thì người thân của bạn sẽ có cái kháng cự, và trong chính bạn cũng vậy. Trong chính bạn đôi khi bạn có cái kháng cự, tại vì trong mình luôn luôn có một con quỷ, trong mình luôn luôn có thiên thần,
Cho nên là chiến thắng con quỷ trong bạn nó rất khó khăn, cho nên là có sự kháng cự. Thì các bạn phải hiểu rõ cái điều này để làm chi ạ? Để chính mình tạo ra cái sự chuyển đổi phù hợp với cái nhịp, đừng có bứt nhanh quá, đôi khi nó có sự kháng cự lớn, được không ạ? Và kháng cự trong mình có khi là mình học đều mình sẽ thoát qua được. Lượng đổi đến một cái ngưỡng thì chất mới nó xuất hiện, nó tạo thành chất mới. Anh chị em rõ không ạ? Cho nên mình thay đổi lượng, thay đổi như vậy, thay đổi như vậy, để mình tạo ra một cái chất mới, mình trở thành người anh hùng, trở thành người thịnh vượng, hạnh phúc, bình an thực sự từ trong tâm. Từ trong tâm của mình thịnh vượng, mình hạnh phúc, mình bình an thì tiền tự động nó sẽ đến thôi. Nó là sự hạnh phúc thịnh vượng cả cái bên ngoài. Cho nên là ở phần này anh chị em lưu ý giúp mình cái, cho mình ít phút mình nói cái phần này để cho các bạn nắm, tại vì có một số anh chị em phát triển nhanh quá, trong sắp rồi phát triển nhanh quá, cho nên có sự biến động lớn ở trong gia đình, có sự biến động lớn trong cơ quan làm việc, tại vì người thân của mình không được học, họ không phát triển. Nên mình lấy cái sự phát triển của mình nói thì nó kháng cự với người thân, kháng cự với sếp của mình. Không được kháng cự anh chị em nhé, không kháng cự. Mình tốt lên từ từ, mình tốt lên từ từ để mình dìu người thân của mình tốt lên. Mình dìu người thân của mình tốt lên, tạo sự đồng cảm để cùng nhau đi lên, cùng nhau đi lên. Cho nên là các bạn hãy nỗ lực giúp mình là mình phát triển bản thân để dìu người thân của mình lớn cùng mình, chứ không phải tạo sự đối kháng và lúc đó nó mất kết nối là nguy hiểm. Anh chị em rõ không ạ? Không được tạo sự đối kháng để mất kết nối, nó sẽ nguy hiểm. Và các sếp của mình cũng vậy. Đôi khi mình có những cái buổi Zoom mình nói rất là mạnh để mà vỡ cái kén ra. Nhưng mà mình chính các bạn phải tạo sự kết nối, đồng cảm với sếp của mình. Tại vì thương cho sếp lắm. Tại vì lâu nay sếp mình sống trong vùng an toàn quá lâu rồi. Và bây giờ các bạn thay đổi các sếp của mình, đặc biệt là giáo viên giỏi trong trường. Các bạn thay đổi nhanh quá, các sếp sợ mất nhân viên, cho nên các sếp có kháng cự và chống đối lại các bạn. Cho nên là các bạn không được kháng cự lại sếp, được không ạ? Các bạn tốt nhất, tại vì chúng tôi muốn thông qua cái cộng đồng này kiến tạo nên những thầy cô giáo hạnh phúc thực sự, để kiến tạo nên những ngôi trường hạnh phúc ạ. Anh chị em comment đi ạ. Chúng ta kiến tạo nên những nhà đào tạo tâm sáng, đào tạo nên những thầy cô giáo hạnh phúc, bình an, thịnh vượng thực sự từ trong tâm, để kiến tạo nên những ngôi trường hạnh phúc, chứ không phải là để phá vỡ cái sự hạnh phúc. Đồng ý không ạ? Cho nên anh chị em để ý cái việc này. Và mạng xã hội, tôi nói một cái phần này nữa chị em, mạng xã hội với lại Facebook, Zalo, các bạn lưu ý cho tôi cái, để bảo vệ được cái sự đúng đắn chính trực của chúng ta. Các bạn không cần PR thương hiệu của Step Education. Các bạn không PR thầy Thái, thầy Khiêm Nguyễn, thầy Ken Bay, không cần PR cô Ngọc. Các bạn không cần PR mọi người đó. Không cần PR thương hiệu, tại vì họ có nhân hiệu rồi, không cần phải PR. Tại vì có nhân hiệu rồi thì không cần phải PR thương hiệu, tự động thương hiệu nó sẽ có. Các bạn hiểu rõ cái này nhé. Không cần phải đăng Step Education lên nó làm gì. Các bạn thống nhất với tôi những cái thông tin đăng lên mạng xã hội của các bạn, để xây dựng nhân hiệu cho các bạn, để xây dựng nhân hiệu cho các bạn, nên các bạn chỉ đăng những cụm từ sau, ghi lại và cam kết này. Thứ nhất là chúng ta cam kết phụng sự chính trực. Cam kết phụng sự chính trực, các bạn comment và ghi vào trong mọi thứ hành động của mình, cam kết phụng sự chính trực. Tức là cái cam kết lớn của mình trong cái sự phụng sự đúng với quy luật, không được làm sai. Đó là cam kết phụng sự chính trực. Cái thứ hai là biết ơn, yêu thương, hạnh phúc, xin lỗi và cảm ơn, năm mật ngữ tình yêu khi các bạn đăng lên. Biết ơn, yêu thương, hạnh phúc. Nói lời gì đi chăng nữa, tại vì mình thay đổi để đạt được cái điều đó. Đó là biết ơn, yêu thương, hạnh phúc. Rồi cái văn hóa của xin lỗi và cảm ơn của mình trong đồng đội của mình, trong gia đình của mình, trong ngôi trường của mình. Rồi cái bạn đăng lên nữa là chủ đề về thịnh vượng và bình an. Rồi cái giá trị cốt lõi nữa là nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội. Rồi các bạn đăng thêm cái nữa là hình thành, bảo tồn và phát triển sự sống. Hình thành,
bảo tồn và phát triển sự sống. Hình thành nha, bảo tồn và phát triển sự sống. Tôi xây dựng cái Sun Rogation, xây dựng hệ thống thói quen thịnh vượng và bình an, xây dựng quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Tôi mong muốn đồng hành cùng với những mảnh đời bất hạnh, mong muốn đồng hành cùng những lao động nghèo, mong muốn đồng hành cùng với giáo viên, mong muốn đồng hành cùng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn để chúng ta vượt qua cơn sóng thần của đại dịch. Để chúng ta cùng nhau vịn vai nhau mà đứng dậy. Chứ chúng tôi không mong muốn làm những cái điều gì vĩ đại to tát ở đây cả. Chúng tôi chỉ mong muốn là đồng hành cùng với anh em, những người nghèo, những người khó khăn, để họ được bình an hơn, hạnh phúc hơn, và dần dần dẫn họ đến cái sự thịnh vượng từ trong tâm. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng với thầy cô giáo, để thầy cô giáo thoát được cái nỗi sợ mà trong vô thức mình không biết. Đó là giúp cho thầy cô giáo mỗi ngày hạnh phúc hơn, bình an hơn và thịnh vượng hơn. Bởi vì chính xác là trong tiềm thức của thầy cô giáo có ba cái nỗi sợ rất lớn. Đó là nỗi sợ của sự, nỗi sợ của thịnh vượng, nỗi sợ của hạnh phúc, nỗi sợ của bình an. Nỗi sợ này không do thầy cô tạo ra, nhưng do bối cảnh, do công việc làm của mình nó tạo ra thầy cô giáo. Từ trong tiềm thức nó có ba nỗi sợ: nỗi sợ về thịnh vượng, nỗi sợ hạnh phúc, nỗi sợ bình an. Tại vì nó có quá nhiều thứ trong sự phát triển, không trách được ai, không trách được ai. Chính giáo viên phải học tập, phát triển bản thân, nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị phụng sự xã hội, để mình chính mình gạt bỏ những cái nỗi sợ đó đi. Nỗi sợ đó không phải là do giáo viên tạo ra. Nỗi sợ hãy thịnh vượng, nỗi sợ hạnh phúc, nỗi sợ bình an, nó là trong tiến trình phát triển nó làm cho giáo viên có nỗi sợ đó. Và bây giờ đặc biệt là mạng xã hội, giáo viên mà to tiếng với học sinh một phát, mà lỡ may nóng mà tát nó một phát, mà nó tình cờ nó quay clip nó quăng lên là xong đời giáo viên rồi. Cho nên giáo viên mất cái sự bình an trong cái dạy học của mình. Ngày xưa các cụ bảo thương cho roi cho vọt, bây giờ giáo viên lộn xộn là chết. Mình nóng đôi khi mình không kiểm soát được cảm xúc, mình nói những cái ngôn từ sai một phát là coi như là nó quay lại mình đứt luôn. Quý thầy cô thấy không ạ? Và bây giờ nó như vậy. Nên là anh em mình cùng với nhau mỗi ngày phát triển một chút, mỗi ngày phát triển một chút, nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị phụng sự xã hội, để anh em mình hướng tới cái sự thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em rất nhiều, hôm nay cũng lấy trễ giờ của anh em rồi. Ok. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và thôi, Bùi Duy Phương đi ạ. Xin mời Bùi Duy Phương. Em xin chào thầy và các thầy cô ở trong phòng Zoom. Chào thầy Khiêm Nguyễn. Hôm nay nghe chia sẻ của thầy Khiêm Nguyễn thì rất là vui, vì là chia sẻ của thầy ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ giúp cho mọi người có thể cải thiện được tốt hơn cái chất lượng mối quan hệ của mình với những người xung quanh, đặc biệt là với lại người mình yêu thương, với lại phụ huynh, với học sinh, với đồng nghiệp. Thì là cái mà em thích nhất thì như thầy Khiêm có nhắc đến và các thầy cô nhắc đến là trong nhà em cũng có nuôi một cái cô sư tử, nhưng mà hiện tại thì sư tử chưa kịp dậy nên là có thể nói điều này. Trước đây thì cũng có nhiều cách để mà làm cho sư tử nền tính hơn và vui vẻ, yêu thương hơn, nhưng mà hôm nay thì cái chia sẻ của thầy Khiêm Nguyễn thì mình có biết thêm một cái phương thuốc nữa để mình có thể điều trị sư tử nhà mình thuần phục hơn. Cho nên là cảm ơn thầy rất là nhiều. Và khi mà nghe cái từ là oxytocin thì em nhớ đến hai từ thôi. Mình có thể tách nó ra, em hiểu theo cái kiểu như này là oxy thì em nhớ đến một cái chất để là một cái giúp cho chúng ta có sự sống, làm cho chúng ta có thể có như kiểu chúng ta hô hấp, chúng ta có thể tồn tại được. Đó là một cái chất rất là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà toxin thì nếu mà mình đọc tách ra một chút thì nó giống như là toxic, là một cái chất độc hại.
À, như vậy thì oxytocin mình nhớ rằng nó cũng có hai mặt. Một là chất nó làm nuôi dưỡng, làm cho sự sống sinh sôi và phát triển. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta để nó quá mức mà chúng ta không biết kiểm soát nó thì nó cũng tạo thành một cái chất rất là độc hại cho chúng ta, độc hại cho những mối quan hệ, cho những người thân yêu của chúng ta. Cho nên là em nghĩ rằng là qua bài học này thì chúng ta cần phải luôn luôn tạo được một cái sự cân bằng trong cái cuộc sống của mình, kể cả là những cái mà chúng ta nghĩ rằng rất có ích, có lợi trong mối quan hệ, nhưng mà nếu mà chúng ta không kiểm soát nó, chúng ta để sự yêu thương, sự chiều chuộng làm nó quá mức đi thì nó sẽ trở thành một cái chất độc hại mà rất là nguy hiểm. Và xin cảm ơn mọi người rất là nhiều Cảm ơn Duy Phương. ạ. Thôi chỗ này nói luôn đi, vợ không có công sinh ra ta nhưng vợ có công ta nên người, nên ta phải yêu thương, kính trọng và biết ơn. Đấy, nuôi dưỡng sức mình như vậy, đúng không? Nhưng mà sự thật với ông chồng rằng là sợ vợ là bớt ưu sầu, để vợ trên đầu là trường sinh bất lão, cho nên là cứ làm vậy là sẽ hạnh phúc thôi. Module tiếp theo của em là module tiếp theo của Kim Nguyễn là hướng gì, hướng dẫn trường sinh bất tử bằng phương pháp để vợ lên đầu, được chưa? À, hay quá. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn các thầy rất nhiều. Ok, cảm ơn thầy Kim Nguyễn, cảm ơn chị em, Happy xin cảm life. ơn chị em và hẹn gặp anh chị em sáng ngày mai nhé. Xin chào, xin chào, xin Ok, chào. chào Ok, chào mọi người, bye bye mọi đây, người. tạm biệt mọi Chào người. thầy Thái và chào mọi Chào người. thầy Thái, chào cả ơi, nhà. mọi người. Xin chào. Ôi, đúng rồi, đi chào mọi người. Chào đầy năng lượng. Chúng ta từ sau nhé. Chào thầy Thái. Chào thầy Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.